cá cũng đang chiên. Đang chiên cá đây. Nhà xem nhé, rồi chia sẻ với nhà xem. Quá ngon rồi. Cá điều hồng chiên sốt cà. Đó cả nhà. Đây. Bắt tốt làm sao cả nhà. Quá ngon rồi nè. Xem nhé. Ra luôn. Sốt cá nó đã xong. Đây, canh mặn chỉnh rồi, đặt xuống nha. Chút xíu nó múc ra là xong rồi. Hello cả nhà, hôm nay có mới cả nhà. Đây, quay chia sẻ này sẽ làm cá điều hồng sốt cà nha cả nhà, chiên sốt cà. Đây, sốt cà ngọt, xương hầm, măng cả nhà. và cột sao cải, xương xương hầm mát, trái đậu hồng sốt cạp. Ở cái nhà ăn cùng với nhỏ nhé. Cái gì? Cá chiên rồi. Xương gì? Cá nhỏ. Đây. Mỗi nhà ăn hồi chứ con. Ăn cái gì? Ở nhà nha. Bỏ không ra, mở ra. Đó giờ cái cỡ lại. Mở ra. Xương hầm á, còn cái này nhá, cải nha, mỗi ngày lắm. Đủ nhảy xong rồi. Nhảy luôn. Mất cái đi cha mày nhảy luôn, muốn giật. Ngon. Ngon. Lắm. Không cá rồi, mà nó nhẹ. Bánh nhẹ cái con. Nước nước bắn hầm đó nha. Cắt miếng cà. Wow. Mấy nhà mà tôi với con. luôn. Hỏi là khi làm mát. Món nào cũng ngon hết. Đúng rồi đó, đúng rồi, ngon của mẹ. Thấy không? Chúng ta hủ của mẹ mà. Đúng không cha? Ừ, đúng rồi. Dạ, đúng là ý tôi nữa. Dạ. Ngon chín thì đúng không? Nó ngon. Ở nhà. Dạ. Ngon quá hả luôn. Dạ. Bé nhỏ ăn cái nào ngon? Món này. 2 món luôn, 3 món mình cũng được. Món này là cũng nói chứ. Mở ra. Dạ. Có chưa nè. Áo mình đắp. Cà cam hả? À. Còn những cái lóc luôn. Rồi. Nhỏ cá chiên này là khoái lắm. Ở nhà con cùng nha. Ba cho mấy điểm đây. Mấy điểm? Ba bấm 10 điểm. Cá này. Ừ. Ngon không? Ngon con nè, cá nè. Chấm đi. Chấm nè. Sốt á. Sốt cả. Đó nha. Cá lòng chiên sốt cả. Đó rồi. Rồi đây đàm. Em chăm đi. Con ơi. Để ăn. Để ăn dữ vậy hả? Đổ gì đó con. Mà con cả ăn hết luôn. Mấy nhà ăn thịt với con. Nó mệt lắm. Mời đi. Ăn mặn với mẹ bé nhỏ. Tốt kìa. Còn đây còn nè. Những nó ở trong phải ly rớt hả? Cà 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 ớt. Có ớt luôn hả? Bởi vậy hả? Ớt gì nó ngon hả? Như vậy là ăn ly nè. Mời cái nhà. Cái chiên phúc gà. Mời cái nhà ăn cơm với con. Ăn cơm với con. Ngon quá. Muốn nhớ luôn hả? Sao thương vậy? Thương quá. Ngắn. Ngắn là đi nhóm á. Cái dụm thanh và heo á, hầm bán một miếng khắp luôn. Có bán dụm không? Giải thương vậy, cái này là thương tôi. Thành công. Bánh nhỏ phải ối ăn màu, ngon. Còn ngon lắm. Ngon lắm. Lấy cá đi. Ngon lắm. Cá hả? Dạ. Ngon lắm. Ngon lắm. Cá mình làm ngon. Dạ thấy cá mình sao? Biết lắm. Có ngon không? Ừ, biết lắm rồi. Mới nhà ăn cháy cả. Dạ. Răng. Anh mất trọng vậy. Tụi nước không được. Này là cha con bé nhỏ mà quá. Còn quá ăn lẹ. Còn bé thì ăn hơi chậm. Ừ. Nhưng mà hai chị con phải ăn có nhiều để đúng không? Lần nữa cá cho bé nhỏ nè, bé chậm. Ăn vậy. Cháu. Cá chiên nước cà ngon nè. Cháu. Dạ, tôi ngon. Ăn đi, ăn ngậm đi. Không. Cháu cháu. Trên này có nước đây rồi. Đó ngon. Đó ngon rồi. Ngon quá không? Tạo cục xương nè. Mở cái này ra. Mở nhà nha. Nước lá rồi. Răng đó, lại răng đó. Răng bằng cái này hả? Dạ hết thôi. Lấy cái nước tự nhiên thôi ngon. Mà cái nhà ăn món cá nha. Nước cà. Nước lá luôn. Đó ngon, nước cà. Rồi, video tới đây cũng xin phép kết thúc. Còn các bạn cạn ở lại. Hẹn gặp lại.